Đã bước sang ngày thứ ba, chị Hoàng Thị Quyên, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đường xã Đàn, Hà Nội, tối ngày 3 tháng 3, vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Những người thân của chị đến giờ còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với con mình. Trước đó, tối ngày 3 tháng 3, lái xe Đỗ Tú Anh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29U4036 lưu thông theo hướng xã Đàn đi về Ô Chợ Dừa. Khi đến trước cửa số nhà 474 xã Đàn thì đâm phải chị Hoàng Thị Quyên cùng một người bạn đang đi bộ sang đường. Lái xe được xác định là có nồng độ cồn vượt quá mức quy định tại thời điểm gây tai nạn. Còn nạn nhân thì sang đường sai quy định vì không sử dụng vạch dành cho người đi bộ, chỉ cách đó chừng 50 mét. Vì tốc độ của ô tô đấy đi có lẽ cũng lớn. Giờ tiếng phanh một phát thì tôi nhìn ra tiếng phanh cái là tung trong kia một người. Và một người cứ lăn như cái trục. Thế là ô tô không dừng mà coi như trèo qua cái người đằng kia. Người dân vô cùng bức xúc đối với hành động của lái xe Đỗ Tú Anh. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, mặc dù là nạn nhân nhưng cô gái kia có phải chịu trách nhiệm vì đã sang đường sai quy định hay không? Trong trường hợp này, vụ tai nạn giao thông này xảy ra thì không chỉ một mình anh có lỗi mà có cả cô có lỗi. Trường hợp này thì pháp luật chúng tôi gọi là lỗi hỗn hợp. Người tham gia giao thông là lái xe do vi phạm quy tắc là về nồng độ cồn gây ra một hậu quả nghiêm trọng cho người đi bộ sang đường thì anh ta phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự. Anh ta bị khởi tố về một tội danh là vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Còn cô gái này tự tham gia giao thông với một cái lỗi là sang đường không đúng phần đường quy định thì cô ta phải chịu trách nhiệm là bị xử phạt vi phạm hành chính. Tại các thành phố lớn của nước ta, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh người đi bộ không đi đúng luật, làm cản trở và thậm chí là gây nguy hiểm cho những loại phương tiện khác. Người ta sẵn sàng sang đường bất cứ chỗ nào tiện nhất, mặc dù chỉ cách đó mấy bước chân là phần đường hay cầu dành riêng cho người đi bộ. Theo Điều 12, Nghị định 34 của Chính phủ quy định xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 120.000 đồng. Nhưng trên thực tế, hầu hết người đi bộ đều không hề hay biết về quy định này, vẫn vi phạm vì chưa bao giờ bị phạt. Vụ tai nạn trên đường xã Đàn là lời cảnh tỉnh cho những lái xe uống rượu bia mà vẫn điều khiển giao thông, nhưng cũng là bài học đối với cả những người đi bộ. Bởi đã tham gia giao thông thì đi bộ cũng cần phải đúng luật. Và bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cũng cần chú ý đúng mức đến nhu cầu của người đi bộ.